Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với thêm một blog nữa. Và blog ngày hôm nay sẽ là một trong những blog đầu tiên mình quay trở lại với các sự kiện. Thì cái sự kiện ngày hôm nay là mình sẽ đi đến số 16A Lê Hồng Phong nói dài, gọi là The New District, là một cái quận mới. Thì mình không biết nơi này như thế nào, nhưng mà mình biết nơi này là bán về quần áo, thời trang và các kiểu đang trending bây giờ. Thì mình có lên website mình đọc thì người ta nói cái chỗ này là sẽ là cái nơi tụ họp hơn 200 cái brand đang nổi tiếng, đang popping tại Sài Gòn. Thì hôm nay mình sẽ đi đến đây và coi nó như thế nào. Và mình sẽ đi một người em, và đó là ai thì lát hồi các bạn sẽ biết thôi. Xin lỗi các bạn, thì bữa giờ mình nhậu quá, cái giọng mình nó hơi bị khan tiếng, nó hơi bị deep á, deep throat á, đúng không? Ok. Và bây giờ là sẽ là khúc mà nhức đầu. Mình sẽ chọn một đôi giày để đi. Thì các bạn biết rồi, mình cả đường thì lúc nào mình cũng quan trọng cái vẻ bề ngoài ăn mặc lắm, gọn gàng. Bây giờ mình sẽ chọn một cái đôi nào. Bữa giờ mình đi Việt Nam mình chưa có mang đôi này ra ngoài đường luôn á. Thì các bạn có nghĩ là bữa nay mình nên mang đôi này không, hay là để dành cho một sự kiện khác? Là hỏi biết. Và tôi đã chọn được cái đôi giày mà tôi sẽ mang ngày hôm nay, đó là đôi Nike Cortez OG. Thì ngày hôm nay tôi chắc chắn tôi sẽ đi bộ vòng vòng rất là nhiều, và sau cái đi cái hội chợ này có thể là tôi sẽ ghé một quán cà phê giao lưu với một vài anh em hip hop nữa. Thì ok, em thoải mái đơn giản bình thường, với lại cũng hợp với cái áo tôi nữa, thấy không? Và đây là cái post người ta mới post lên là Welcome all trendies to our third birthday celebration. Thì đây là sẽ là 200 cái local brands, là có nghĩa là 200 cái thương hiệu mà tự làm cực hot hiện giờ. Có food court là có nghĩa là có chỗ bán đồ ăn với lại hàng lạc góc check in chất. Ồ vậy hả, có nên thay đổi outfit không? Thôi kệ cha nó, gara sale với những item trendy, mấy cái hàng này I don't give a shit. Mình nói chung là tới bên đây mình thấy cái gì hay thì mình mua thôi. Chứ lại mình cũng đang kiếm một cái đồ để đeo, một cái túi để đeo ngang hông á, tại chuẩn bị đi về cô hồn rồi nên cần cái túi đó đựng tiền. Ok, và bây giờ sẽ là lên được. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump, jump. Xin chào các bạn, giờ tôi đã thay đổi cái outfit của mình cho nó đơn giản hóa thì một chút, và bây giờ là đang trong lúc đi vô cái chỗ đó, để túi ngoài cổng luôn, mình không biết, mình tưởng ngoài cổng giờ phải đi vô một cút đúng xa luôn. Đây đó, các bạn thấy cái bong bóng không, The New District là cái chỗ đó, là cái cổng. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trọng gặp mà một trong những nhân vật mà cũng khá là cộm cán trong cái thế giới hip hop underground, Central. Oh man, đi bộ đúng xa luôn. Có gì đâu, đó đây là cái cổng vô. Ở đây là ai, em tên gì? Em là Sám. Đây là bạn Thám Tử mình là người yêu của anh Andy. Đúng rồi, mà Dick dịch tiếng Anh tiếng Việt là cặc, nhưng mà không có kêu cặc được, mình kêu Thám Tử. Ok, bây giờ anh em vô cổng chơi. Cũng căng, cũng đông vui quá. Ủa, đây chơi gì em? Ờ, không có gì, không có gì chơi hết. Không có gì chơi, không có gì chơi. Ở trong có phòng nữa. Làm gì vậy chồng? Anh chưa thử ai. Đâu rồi, anh em mở mở cửa. Ồ, để người ta chụp hình mà ông nội. Rồi thôi. Nay đi quay vlog về anh này đẹp trai không mọi người? Bạn quay vlog á, bạn quay lịch sự xíu, bạn đừng chạy hẳn vô mặt xấu lắm. Thì dưới đây. Ờ, đúng rồi, đây đây nè. Trai không, là trai không, xăm mình nè, thấy không? Trời ơi, đó xăm mình. Nay anh đi vũ quá nhiều fan, quá quá nhiều fan ở đây. Quẹo.
một điều là anh đi phủ đây Việt Nam rất là nhiều fan luôn đó. Để mà tác nghiệp tới đây thanh tử tác nghiệp luôn. Giờ mới quay nè, này không bấm gì hết á. Rồi tới giờ em quay luôn, hai thằng vô chụp hình chung nhau lúc đầu quá. Vô bộ thôi, vô bộ thôi. Rồi thôi xong rồi. Anh vô thấy vô đây cũng vui á. Từ 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 ông nội, thấy đồ gì đâu mà mua. À nè mấy cái đồ này được nè, mua cho thấm tự đó mà. Em mặc vừa á. Cái này đẹp nè, cái này là em mặc. Cái này em mặc đúng MV đẹp á. Đúng MV nhìn lọ luôn. Đó rắn à. Áo rồng. Áo rồng rắn à. Money gang. Mấy cái này khoảng nhiêu cái ta? Ủa mấy cái này áo này khoảng bao nhiêu cái em? Mấy cái áo này à? 320 à. Em kia. Em thấy sao? Bad habit à? Bad habit, cái brand này cũng lớn anh. Ôi à. Brand này lớn à. Em biết có một brand sau này sẽ lớn hơn nữa. As the fool. Không phải lộn mà nói giỡn, anh đâu biết brand nào đâu, nói giỡn thôi. Mà anh thấy đồ này sao ổn à? Giải này đẹp á, giải này mặc mát nè. Giải mới kiểu mà nó dày giống vậy nè, mặc không có rút nhiều lắm. Rồi em rành mấy cái brand này em dẫn anh đi giới thiệu đi, anh đâu biết mấy gì ở đây đâu. Open. Vô mấy cái hội chợ á mà có mấy cái chữ này là em nên ghé, em hiểu không? Mấy chữ sale nè. Lại lên mình vô. Ồ mắc kiến à. Nhưng mà anh mang cho là anh thành người chi thức luôn á. Phải không? Ừ. Có mắc kiến nào mà đeo vô mà đẹp hơn Andre không? Mấy cái này khoảng bao nhiêu cái vậy em? 180. Đúng không? Để thử đi, để thử. Cho mình mượn cái. Đây để cầm điện thoại anh quay. Ờ. Đâu? Andy mà mang thử coi. Rồi lỗi giấy luôn. Nhìn đó, chịu đó lỗi luôn anh. Nè, để em quay cận nè. Thôi em nghĩ anh không hợp với Kiến đâu. Ừ đúng rồi, đeo có Kiến không hợp thiệt luôn á. Anh chỉ có mang Kiến đen á. À. Cái này phải cái cổ nó vuông. Không, cái trending bây giờ là mấy cái Kiến mà hai cái len nó nhỏ xíu rồi vừa hai con mắt á, cái đó kêu là cái gì đó? Kiến kiểu old school, Kiến dầu này nè, đúng không? No, Kiến một đường lai một luôn á, nhỏ xíu à. Không gì không biết. Không biết hả? Chưa bắt nhịp kịp á. Chưa, đây chưa về đâu anh. À. Cái áo đẹp quá trời. Rồi đẹp nè, á này mặc vô là bảo đảm đẹp luôn, chết mê liền. Rồi ôi chết mẹ là rớt luôn rồi. Nhóc lại đi anh, nhóc lại đi anh. Cái áo này bao nhiêu em? 270 hả? Medium hả? Mình lỡ làm rớt rồi mình không có chỗ nào mặc thử không em? Không có anh, hả? Em mặc thử đây luôn á, cầm luôn đi. 8800 luôn đi, cho mặc thử coi. Thử là mua luôn á, vừa là mua luôn. Chắc chắn là vừa. Let's go Wendy. Vừa là chân tiền. Vừa mà ai chứ vừa. Rồi xong luôn. Rồi, thôi đưa tiền luôn. Rồi đưa nón luôn, mặc áo này luôn. 270 em. Các bạn thân mến, hiện tại cùng mới đang rất cao và có rất nhiều kẻ gian trong cao. Vì vậy các bạn hãy nhớ giữ kỹ tư trường. Tại vì có nhiều kẻ gian hồ đó. Mới cả. Hiện tại cùng mới đang rất đông và có rất nhiều kẻ gian trà trộn. Kể gian trà trộn. Cho anh xin cái bịch, anh bỏ áo vào. Áo đó không? Mình đi bón rồi mình thực tế luôn. Mình là mua bạch. Ơi lá hồi 4 giờ đi cà phê với Hương đó đúng không? Ừ, 4 giờ qua cà phê với Hương. Mình đi xong rồi mình đi ăn rồi qua bển luôn đúng không? Đi luôn. Qua bển lá hồi mình sẽ gặp thần tượng của mình là MC 13. 12. Cái áo này sao to
mùi giống mùi nhỏ hôm qua quá ta. Ê, cái áo này thơm mùi giống nhỏ hôm qua quá. Áo này hả? Ờ. Ở đây hơi bị khô nấy. Nhưng mà đi Đà Lạt mới được. Không có cố tình mà cố tình để giả bộ. Thôi nó giỡn tháo giùm nó cho. Thải mặt cho nó thích tới. Thầy cảm ơn. Quảng cáo giùm luôn á. Đây cầm qua giùm á. Dạ dạ dạ. Yo, đây là SW WA là chờ đích bận. À chưa là hết 270 rồi đó. Giờ đầu Việt Nam khôn mà. Dặn trong lòng là về Việt Nam không bao giờ mua cái áo nào hết á. Mua luôn. Giờ cái thời trang Việt Nam giờ nó khác so với ngày xưa nhiều lắm rồi, đúng không? Là nó không có còn mà. Giờ nó gắt phải không? Đó nè, nó mấy ý kiến này là thám tử. Thám tử. Mấy ý kiến này nè. Đeo lên là điên luôn á. Nói kiến. Yo. Nói giống mà nói. Mà má, không nói tôi đeo mất kiến là kêu đeo hợp vậy. Không hợp đâu, anh đừng đeo mất kiến. Cho đeo gì vậy? Đeo thu ban đi anh. Rồi. Ê, Mirai đâu rồi? Ô đồ, Mirai à. Áo áo Mirai nè. Hello B-Ray. Hello B-Ray. B-Ray. Ủa, đồ quá thiệt luôn. Ông có gây nữa à. Anh là đồ của B-Ray hả? Thôi rồi, đâu biết đâu. Street gang. Có thể là hắn trà trộm ở đây á. Hắn trà trộm ở đây. Đi cây hấp lại không hả? Hết rồi. Hết một lâu rồi. B-Ray đi cà mụn mà. Mấy cái áo đây là cái giá trung bình thường là nó dựng 200 mấy lần rồi, 250, 350 nó 500 trở xuống. Phải collab vậy đúng không? Là một cái brand này giết hết. Anh có một cái ID rồi nhưng mà anh không có thể nói trên camera được. Mình nói nhỏ bên tai á. Chọc hết. Ước gì bây giờ anh có bạn gái nha. Mình hãy một món đồ không? Bữa nay mà nhận bạn gái vô là mình đắp vô là em thích cái gì là mua hết, là chưa là đổ rồi. Anh nói tụi em là bạn gái đi. Em đi chưa đã đóng cái đồng á. Ok rồi vô. Đây là có fan xin chụp hình. Là em đi. Quan trọng là cái người chụp cho mình phải đẹp trai thôi, còn mình không sao hết đó. Rồi ok. Bắt được. Take a shot. Mà lắng về các mấy clip của thám tử này, mấy clip nhỏ á. Đề niêm. Có bạn còn nhớ mấy quần nào không? Quần này bây giờ là 120.000 view trên YouTube rồi đó. Là mình quần tự cắt anh. Tự cắt hết á. Mẹ của nó. Mua quần cái vlog gì chỉ ta cắt quần nè. Cắt quần của em. Có làm giày nữa. Chỉ thằng nhóc đi cắt quần. Nó cắt hơn 40 quần luôn. Trong nhắn tin mình. Tại anh. Hôm nay số 7 của mình đi học quá ta. Thứ bảy, thứ bảy cũng có học hả em? Học buổi sáng hả? Em lớp mấy vậy? Mới thôi nói chơi. Tụi tao có còn đi học mà anh. Mình học bao nhiêu đây? Lớp 12, người ta 18 rồi. Hiểu không? Yeah, I'm light skin, but I'm still a dark nigga. I'm a weird litter, I'm a tall figure. I'm a unforgiving wild ass dog nigga. Something wrong with him, got him all bitter. I'm a big hunter, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for no misunderstandings again. Oh. Alright,
chim bệnh nữa nè. Chim bệnh Việt Nam sụp đậu. Sụp đậu hả? Thôi bây giờ mình ra ngoài mình ngồi chơi chứ áo mình vô lại. Mình không? Làm bánh đi anh. Không chung giữa là bữa nay đi ăn là thằng thám tử bao hết. Trời. Còn hai cây nữa. Qua. Trời ơi. Dạ dạ. Chung giữa tao. Vì vì một cái chầu ăn mà. Hết để rồi. Không có điểm. Bây giờ em tính điểm thôi. Sao nói đúng không? Bây giờ em tính đi bao nhiêu điểm? Em chọi em ăn là anh là 26 điểm á. Em 26 điểm đúng không? Rồi em vô gọi đi. Em chọi anh là anh bao em ăn luôn. Rồi ok. Em không ăn là em ăn luôn. Em ăn anh ăn luôn đúng không? Rồi. 20 rồi đó. 20. Anh nhiêu anh nhiêu anh? Anh 26. Ê, đậu quá nha. Đấy. You lost. Tạm nào mấy bạn thử xong rồi vô mày bánh này. Nó hỏi mượn á, lâu quá. Đi ra ngoài ăn. Đi đi đi. Trời đây đúng không? Không, anh nãy muốn cà phê à. Rồi, rồi quay luôn, chơi luôn. Mấy ly bạn? À, mà, uống không? 3 ly luôn à? Không, em không muốn, em muốn cà phê rồi. Rồi, 2 ly. Truyền thống cái thái xanh mà. Lấy em cái đang mà trending bây giờ anh. Trân châu đường đen. 2 ly. Trà sữa trending. Bên bệnh nè, bên bệnh có chân châu trường nào có, bên bệnh có chân châu đường nâu. Hai ly, hai ly. Da đẹp Giáng sinh. Da đẹp Giáng sinh. Nè, cái trending của anh nè. Đúng rồi, đây cái chân châu đường đen nè. Đã lắm. Nó có gì giống hả? Bây giờ mình đi vòng vòng á, mình uống đi chi, mình lấy kinh nghiệm để về mình làm cho cái tiệm riêng của mình, hiểu không? Vậy là anh copy tưởng anh. Vô bình thường, thôi. Sống là phải copy hết. Giống như hãng xe Hyundai lại Sơn Tùng là copy hết thành công. Mình nói thiệt. Thì cái gì hay là phải học. Mình nói thiệt cái chứ. Ừ. Còn ngu là chỉ cho mấy anh bạn. Thì anh cho. Hello, anh đi. Đó là anh đi ngủ hôm nay là chủ shop nóng Vinicy. Hay à, chủ shop hả? Có chỗ đây không? Có. Lát hồi vô quay luôn, nãy giờ chưa thấy. Ok. Rồi quay chơi luôn. Hello anh chị. Gặp như hoài luôn ha. Cái này bán được không? Được, ok. Cho mình hỏi cái quần này là như thế nào mình không hiểu. À nó quần này là quần của một cái brand khác. Bên không mày bạn giải thích đi, tại cái quần này là kiểu là tên gì mình không hiểu. Cái này đúng ra có hai cái kiểu quần quẹ đến quần quại. Quần quại cái kiểu mà chói đúng không? Cái kiểu mà bít búp búp bê tình dục á. Đúng không? Đúng rồi. Chủ vui là được. Chủ vui là được. Không sao hết. Ở đâu bán vậy? À đây. Đây nha. À rồi. Được. Để mình mua cho thằng này một cái. Ok. Tối chói với lại. Rồi có. Các bạn đi đâu các bạn phải la liếm đó, các bạn biết ai chủ shop đi bộ cho bộ vô nói chuyện khen chỉ hộp má vậy đẹp quần đẹp bên chi đó, hồi được người ta cho cái nón này cho cái móc khóa cũng vui đúng không bạn, đúng không? Chắc là lát hồi cho mượn thôi mà kệ không sao đó. Chúc em sẽ cho anh Andy luôn cả em. Không sao hết. 4 giờ chiều. Em có chị gái không? em là chị gái của em luôn. Thôi chơi mình đi đủ má. Đây chị. Gái mà. Thì cái thời trang mà Việt Nam sau mấy năm gần đây thì nó khác nhiều so với mấy năm người trước mình đi. Thì nhiều năm trước mình đi mấy chỗ giống vậy nè, thì cái form áo nó không được chuẩn, dải cũng không được tốt.
Nhưng mà sau một thời gian quay lại đây thì thời trang Việt Nam có vẻ khá hơn xíu rồi. Giải thì phơm rất là chỉnh. Đó, còn giải này chắc giặt không rút lắm đâu. Tại cái này là giải mà cô tông phai thun nữa đúng không? Ừ. Thì phải 65-35 à? Đốt hay đi? Đốt đi anh. Anh đốt thử anh đi xem. Có một điều là mình vẫn chưa hài lòng là cái chất liệu in của Việt Nam. Tại vì thường thường một cái áo mũ phơm này á, thì mình đặt mà nhiều thì giá nó rẻ thì người ta thì có thể thêm chất lượng vô được. Nhưng mà cái in á, là rất là khó. Quay gần xíu. Mình chứa với bạn luôn, cái này giặt cỡ chừng vài nước là nó sẽ chóc ra liền. Đúng rồi, mà bình thường đó, nó đã thấy bung bung lên rồi thì không, mình không biết như thế nào, biết vài bữa đó mình giặt rồi mình sẽ review tiếp. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm mình nó sợ nứt á. Đúng rồi, nứt. Rồi, nhà là mình. Nhưng mà cũng sao, tại vì cái cốt nó không có mắc. Nhưng mà đừng, các bạn đừng khoan so sánh với lại mấy chất liệu mà xịn bên Mỹ. Tại một cái áo bên Mỹ các bạn biết bán giá bao nhiêu rồi, 1 triệu mấy, 8 mấy trăm ngàn trở lên. Thì bây giờ này có 270 thôi mà như vậy thì chơi sao được nữa. Thì mình đánh giá cái áo này là 8.5. Tại vì sau lưng nè, sau lưng anh đẹp chứ. Không, đúng rồi, sau lưng ký tưởng anh. Đó là vậy thôi, thì bạn chủ shop nào coi thì đây là mình làm blog thì mình nói sự thật ý kiến riêng của mình thôi. Còn nếu bạn không thích thì mình cũng chịu. Rồi, okay. Không, tại giờ đây là cái shop nón của anh bạn mình. Thì rồi, mình có gặp một anh chủ shop rất là dễ thương, bạn này tên là Duy. Thì bạn này có dẫn mình vô cái shop của bạn này, giới thiệu cho mình một vài mặt hàng mà mình thấy có thể là hợp với mình. Đây là cái nón mà Rolling Stone, cái icon của Rolling Stone là cái môi. Thì cái nón này lúc đầu bạn đó đòi tặng mình nhưng mà mình không có lấy, mình sẽ trả tiền cho bạn đó. Rồi khúc sau bạn đó tặng cho mình một cái giỏ. Thì đây là cái nón thêu rất là nổi. Thì các bạn coi blog của mình, mấy cái blog trước các bạn có hỏi là cái nón này anh mua ở đâu. Thì đây là cái nón mình mua ở bạn Duy Dream DC. Đây là cái Dream DC store. Bà già bạn chủ tên là Duy. Thì đây tất cả những món hàng ở đây đều làm tại Việt Nam hết, là local brand. Thì mình rất thích những cái local brand ở Việt Nam, mình sẽ ủng hộ bạn này. Thì cái nào hả, cái logo brand nào tốt thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó, cái nón đội lên nè, rất là ổn. Thì cái nón này có giá là 250k. Quá đẹp. Form rất là chuẩn, đội lên là cái đầu mình cái rất là khó đội nón. Tại vì mình đội cái đầu mình size nhỏ nhưng mà đội cái nón lên rất là chuẩn. Rất là đẹp. Chạy đây, đó là mình shop. Còn đây là cái phần vỏ nè. Cái phần vỏ thì là 280k. Thì hồi nãy trong trọng nó hơi lộn xộn. Thì mình có dẫn mấy anh hồi nãy trong shop ra đây. Thì nói cho các bạn coi những cái chất liệu, những cái món đồ rõ hơn xíu cho mọi người hiểu thêm. Bên trong một vài cái áo trong đây. Nhưng mà cái bạn này muốn mình ra đây để coi chất liệu in của cái vải này. Thì đây là mình thật sự luôn, mình không phải nói xạo. Hồi đó bên Mỹ luôn á, mình chưa có thấy qua những cái chất liệu giống như vậy. Cái này gọi là sao bà giới luôn? Cái này là in kéo rũ của đường số. Một cái, tức là nó sẽ lót nền một cái lớp mực in để đảm bảo cái hình nó sẽ không bị nứt theo thời gian. Và ở phía trên là mình sẽ phủ lớp màu. Thì cái điểm đặc biệt đó là mình sẽ có thể kéo như vậy. Kéo rất là mạnh nhưng mà hình ảnh nó sẽ cỡ nào cũng cỡ, nó không đứt, không nứt. Và ủi nó cũng không có bị dính. Rồi cái concept của trong cái áo này là gì cho bạn giới thiệu cho mình coi luôn. Cái này là một cái áo collab giữa VNC với lại một cái DJ ở ngoài Hà Nội. Người DJ ở tên là Dibola. Và cái áo này là áo Atmosphere, là cái album mới nhất của anh. Và trong thế giới underground thì nó cũng có một vài thứ đang going on, các bạn hiểu không? Thì mình không có rành nhưng mà có thể nhiều bạn coi top này các bạn hiểu anh ấy đang nói gì. Thì nói chung là những cái audience underground với nhau collab chung thì ra cái áo này thôi. Rồi, trong cái túi đây. Nãy lúc đầu ở nhà mình nói là mình thật sự là gì, cái đi lại Việt Nam á thì đi tới lui nhiều quá chứ không phải như ở Mỹ thì có thể đựng đồ một xe hơi này nọ, chứ Việt Nam là các bạn phải có nhiều cái túi, nhiều khi là một cục sạc dự phòng hay một cái gì đó, một cái cần sa hay gì, các bạn hiểu không, phải thế nào mình bỏ một túi được. Thì đó là như vậy. Thì đó, thì thật sự trước khi vô đây là mình tính mua cái túi Supreme rồi, 350 là tính ra nhiêu, 7 triệu mấy. Nhưng mà thật sự thì cái túi cũng là một cái túi, các bạn hiểu không? Các bạn ở Việt Nam thì các bạn nên ủng hộ thương hiệu Việt. Giống như vậy, mấy anh em làm ở đây công sức người ta bỏ chất xám này rồi, các bạn thấy hợp túi tiền các bạn mua rồi. Cái này là bao nhiêu, 250 đó? 280 so với 7 triệu quá là khác biệt. Mà mình mang cái này á, các bạn hiểu không, ra nước ngoài á, Supreme là nói chung là chung hết rồi. Bạn Việt
Nam, các bạn không rất present thì ok là như vậy. Còn cái nón này là 200 mấy luôn, 250 thì khoan luôn. Mình cái này là hai món này mình thích, nhưng mà thật sự cái nón các bạn hiểu không, đây cái nón ở Việt Nam á nó có một rất là nhiều cái lỗi là sao, là khi các bạn thêu thì nó cái hình nổi nó không được dày những cái nón mà ở Mỹ, với lại cái form ở Việt Nam á ở đằng sau á so với cái form Mỹ á thì nó không có được chuẩn cái lắm. Đây là một cái nón làm tại Mỹ thì nó so sánh với lại cái nón Việt Nam, các bạn thấy không? Nếu các bạn mà làm nón Việt Nam thì mình nên nghĩ các bạn chọn chất liệu nào cứng một khi thì cái nón nó sẽ chuẩn hơn. Thì đó là như vậy, các bạn thấy hai sự khác biệt không? Thì giá thành cái này tới 1 triệu mấy lần, thì cái này 200 mấy thì mình cứ nói rồi, tiền nào của đó rồi. Thì các bạn thích thì tùy theo cái tiền của bạn, hợp thì các bạn ủng hộ thương hiệu gì. Thì cái nón này thì design mình thích cái này. Hồi xưa mình chưa xăm cái này là mình tính xăm cái này lên cổ mình rồi á, nhưng mà mình nghĩ suy nghĩ sao mình không có xăm. Thì đó là ở hai cái shop này, cái shop của bạn này thì mình thích túi chuẩn, lại quay kỹ luôn, không có một đường chỉ nào mà lỗi lầm luôn. Riêng về cái túi và cái áo thì mình rất là thích. Còn cái nón này mình cũng nói là ok tạm thôi. Cái nón này mình chấm là 6 điểm, cái túi là 8 điểm và cái áo là 9 điểm. Cái áo quá thình là quá đẹp. Đó, ok, vậy thôi. Đôi giày này là đôi giày gì? Green Haven. Làm tại Việt Nam luôn đúng không? Làm tại Việt Nam. Đây, cái hiệu nó đây nè. Hơi khó. Ok. Green Haven. Cái signature của nó, cái đặc điểm của nó là cái biểu tượng này. Ồ, biểu tượng sấm sét hai đầu. Sấm sét hai đầu. Đây là một đôi giày làm tại Việt Nam đúng không? Bạn mang rồi bạn thấy nó làm sao? Êm không? Êm, với lại nó rất là bó chân theo cái kiểu mà để, tại vì giày này là giày được làm ra để chuột ván. Skate hả? Ừ, để skate cho nó. Nó là như Vans đúng không? Nó giống như Vans và yeah. nó ôm chân mình rất là tốt. Đây là lần đầu tiên mình cầm trên tay một cái đôi giày mà làm tại Việt Nam, ngoại trừ BTS thì cái thương hiệu đó giờ mình không nói tới, đây cái thương hiệu mà cũng là underground luôn đúng không? Thương hiệu local brand. Local. Không phải là underground. Thì sau này mình có thời gian thì sau này mình có thời gian mình sẽ đi tới cái chỗ này và mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì ở Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Và bán khắp đất nước á. Dạ yeah, ok, thì bạn chủ shop nào có lót này thì có muốn thì mình ra mình quất luôn, tại mình rất là support mấy cái thương hiệu mà local brand này nọ. Thì ok. Độ hoàn thiện tương đối tốt. Thì mình tạm thời quay tới đây thôi, chừng nào mình mang lên chân được mình mới quay mình mới nói cho các bạn nghe. Bây giờ mình chỉ nói chuyện miệng qua của người ta thôi. Thì mình thấy cái đôi này là đôi làm tại Việt Nam thì ok. Đó là cái clip này chỉ là clip teaser của cái đôi này thôi. Ok. Rồi. Ok. Và chuẩn bị đi về thì mình có gặp một bạn chủ shop làm đồ rất có tâm, với lại một cái áo rất là thú vị, mình sẽ kêu anh ấy review cho các bạn coi. Ok. Rồi. Hey, xin chào các bạn. Trước khi mình nhìn vô này á, mình cứ tưởng là Audi không à. Mà không phải, nhìn lại mới thấy mấy cái lon nước ngọt. Đây, đây các bạn giới thiệu cái lịch sử cái này, làm sao các bạn làm cái áo này đi. Đây là cái mẫu áo mà mình làm collaboration với Pepsi. Chính thức hợp tác với Pepsi luôn. Thì cái áo này mình xây dựng trên một cái, nó là gồm một trong ba áo. Thì cái áo này là mình muốn là mang cái thông điệp của Pepsi và collector, là mang cái sự fresh. Lúc nào Pepsi cũng là fresh, collector fresh. Cũng là fresh. Freshness. Yeah. Mang cái fresh này đến tới cả thế giới, đi okay, mọi nơi, okay. Đi muôn nơi luôn. Ở đây có logo Pepsi, logo collector, logo hình quả địa cầu, đi muôn okay. Nơi. Và H&M ơi, rồi thấy thấy cái áo này thì cứ liên hệ bằng này collab đi. Đây là một trong những người design rất là có triển vọng. Yeah. Okay. Và ở đằng sau á là có hình 5 lon FC. Cái này mọi người có nhận ra đây là lá cờ cái gì không? Olympic. Yes, right. Olympic Việt Nam. Olympic. Mai đá đó. Yeah, Olympic Việt Nam. Thì cái này là 5 cái năm cái màu sắc đại diện cho 5 cái châu lục trên thế giới. Rồi bạn dễ hiểu luôn. Nghĩa là thì mình đã mang đến toàn thế giới mà. Mang okay. Mình mang tới toàn thế giới thì là phải 5 đi hết tất cả các châu lục trên thế mình giới. Mình thấy màu vàng là châu Á rồi nè các bạn. Cái này châu Phi đúng không? Đúng rồi, màu đen là châu Phi. Ủa cái này chứ tôi. Đúng. Không, nó nói chung là mọi người có thể một cái hình dung là màu gì đó nó đại diện cho một cái châu lục, nhưng mà đây là năm cái châu lục. Okay. cách điệu lại hình theo cái màu sắc của năm cái lon nước ngọt. Lòng cái lon Pepsi. Rồi cái áo này giá thành là bao nhiêu bạn? Giá thành áo này là giá là 450.000. Ok. Okay. Ok, Dick Taylor nói chuyện đi. Kim Jong Un. Ok. Mình là mình rất là thích cái áo này. Thì cái áo này nó rất là đẹp. Kiểu giống của nó. Đẹp nhất ở đây. Tại biết sao không? Thì người ta biến thể từ cái này. À. Từ cái logo này, nhìn nè. Rồi. Đây là cái logo.
đây là cái này, đây là áo này. Thì em hỏi là tại sao ý tưởng nào mà anh lại làm này? Cái này là mình làm dựa trên một cái hoạt hình, một cái graphic cổ của người Nhật, nó gọi là cái mon kamon, là mỗi một cái gia tộc hay là một cái bộ lạc, một cái làng nghề của người Nhật á, thì họ sẽ có một cái huy hiệu riêng. Thì cái này mình lấy cảm hứng từ những cái huy hiệu đó, mình mắc cái đó thành cái huy hiệu của mình. Giờ mình nhìn cái áo này là mình chắc chắn là anh này là một người làm đồ rất là có tâm. Tại vì sao? Nhìn cái bò này, cái bò này rất là phù hợp với áo đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Với lại cái áo này rất là hợp cho mùa này là mùa Du Lan Báo Hiếu. Ok, cái áo này giá thành bây giờ là bao nhiêu anh? Mẫu này thì giá là 450.000 luôn. 450.000 là tính ra chứ có 2 mấy đô thôi. Dạ, rất rẻ hơn so với các em. Follow cái collector này của các bạn ở Việt Nam thì các bạn đừng có quan tâm người ta kêu các bạn mặc đồ giả hay đồ thật. Đây là không phải đồ giả, đây là local brand, là đồ từ mặt đất, từ những thương hiệu mà anh em underground các bạn nên ủng hộ nhiều hơn. Dẹp mẻ anh em Forever 21 đi, cái đó xưa rồi. Bây giờ phải mặc mấy cái này nè. Đúng không? Đúng. Ok, shout out cho anh Việt đến từ collector. Ok. Mọi người. Và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào blog kỳ sau. Và bây giờ tụi mình đi qua chỗ kia hút cần sa. Cái shop bạn bán gì bạn nói đó. Bên mình bán cả đồ nam và đồ nữ luôn. Ok. Đó thì gu cho mấy bạn là sexy thích khoe body, còn bạn nam thì đồ đen hay là không. Ok. Thì hồi nãy có ghé ngang chỗ này rồi mà mình chưa có tới. Nói chung là cái đồ này là unisex, nam nữ mặc được luôn. Ok. Rồi shop bạn tên gì? Dạ. Barita. Ok, bạn có cái Facebook gì không? Còn bạn có cái mạng không? Đâu? Cái nào đâu? À, nêm càng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh đi. Hả? Anh đi. Cái này unisex của anh nè. Được, hay được, mặc được. Này cho em mặc á, em mặc. Cho mặc á. Ok. Đây. Rồi quay ra đằng sau luôn cho người ta coi cái địa chỉ đâu nữa. Đó. Thì bạn nữ ra hết mặc đồ cá tính mà kiểu như là bất cần đời á, đi bụi đồ thì qua đây. Ủa, Lê Văn Sĩ luôn hả? Dạ. Gần nhà luôn á. Ủa vậy hả? Mốt qua chơi nha. Ok, ok. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng mình đi hút cần sa được chưa? Ok, mình sẽ đi. Đi. Ngồi luôn nha. Rồi chơi. Anh em nào có cỏ cần gì thì kêu luôn chơi. Dạ, anh hút là chút anh khẩu qua kia luôn á. Anh ngủ về luôn. Tối anh đi nhậu tụi em không? Không được đâu. Tối đi phát từ thiện rồi. Gì? Bởi vì sáng là mình làm hát, tối mình làm thiện. Tối phát từ thiện đâu? Phát từ thiện vòng vòng á. Em không ngờ con người mà anh đi làm từ thiện luôn á. Dạ, anh nói mọi người nghe về cái hướng đi của anh về từ thiện đi. Là anh sẽ đi vòng vòng, anh phá cho những người mà cần đồ ăn thức uống. Và khuya hôm đó anh sẽ đi lấy những người mà dư giả. Anh là... Bây giờ anh nói rõ hơn về cái việc mà em đi lấy của những người dư giả đây. Là ai để quên ngoài đường, quên coi mình giữ giữ giùm, phải không? Người ta không nhận thì mình xung con quỷ luôn. Đó là như vậy thôi. Phải. Ồ. Cái gì vậy? Ai không anh? Dạ, KTM hả? Ừ. Rồi xong. Mình nói cho các bạn nghe nè. Mình làm vlog rất là chuyên nghiệp. Mình xài cái máy là siêu kinh điển luôn. Đây. Đây đây đây, cái máy trị giá nhiêu từ, cái máy trị giá nhiêu? 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi đâu? Mà mua năm ngoái năm nay còn 4 triệu à. Đây, đây là S7 da. Bảy màn hình. Tất cả vlog của anh Andy là quay bằng cái này hết. Lúc mà hôm qua đi cà phê nói là không tin được luôn á. Các bạn hiểu không? Làm vlog á là cái quan trọng của mình là cái chủ đề là phải vui, phải bựa, chẳng hạn như là quay cái này mình đang quay nói chuyện với camera đó mình chửi thằng quay luôn. Đó. Chửi em luôn hả? Ừ, chửi luôn. Mình gặp gì là mình nói cái đó nó vui hơn chứ đâu phải là quan trọng là cái máy quay rõ là nó hay đâu các bạn hiểu không? Bởi vậy thôi đổi đi, lấy cái điện thoại đi, đổi anh máy này đi. Không được, không được. Rồi tiếp đi cưng. Ok, qua đây luôn. Qua đây gần sáng. Show diễn mà mai đi diễn show hơi ghê, mai giật của hồn mới ghê. Không cho bị căng hả? Tôi mày ra tên mày. Chắc ở chung cái này luôn. Ai biết tên em nói anh trên đây nè. Phải không? Ủa em hả? Ừ. Rồi. Cảm ơn em nha. Dạ. Không có gì hết. Sao là không có gì hết anh? Thì nói gì dạ ông nội, đơ giật lưỡi rồi nói gì vậy. Sao hôm nay đi đây anh thấy sao, ổn không? Thì cũng nhờ bạn này mà nó biết chỗ này mà mới dẫn. À tức là nhờ em là có mới có vlog này đúng không? Đúng rồi. Nhờ bạn mà mình gặp được rất là nhiều anh chủ shop dễ thương. Cái lại này nữa. Em là gặp anh hôm qua rồi. Hôm qua rồi. Em mỏi rồi. Em thấy thằng gì nó chụp anh trên có tay gì đó. Đúng rồi, hôm qua chụp quá trời luôn, cũng biết đi chụp mấy người nữa. Mình tới xin tấm hình thôi, với sẵn còn biết ở đây cho em xin tấm hình với hai người. Ok. Đừng nói em bị ế đi nha. Nãy giờ đi chung anh ấy lắm, tội nghiệp lắm. Thôi vô đây chơi, tình thương mến thương. Đây, cầm. Đây anh chụp luôn cho. Đó, chủ shop này là vui rồi. Vui. Anh chụp cho mình.
Rồi, em giờ có cái này trước mình ra học cho. Bạn nữ luôn luôn kéo luôn đi. Phải lắm. Phải lắm. Em tỉnh. Phun người nha. Mình là người yêu mà anh. Từ hôm qua mình đã cắt máu ăn thề người yêu mà. Anh này uống gì à? Trà sữa cho con câu đường đen. Lặp lại ơi. Thử vô đường đen. Để điểm kế tiếp. Don't feel fucking at me. Don't feel fucking at me. Còn muốn mua sáp thì tới 50. Tự diễn. Thường sáp đó là có hai loại ha, sáp như mình bình thường nói giờ mình biết, hoặc là mấy cái loại bomet đó. Một là cái giống như homebrew là dạng như nó nấu tay á, nó thủ công á. Nè, nó thủ công. Nó một loại. Nè, nguyên vàng này là nó thủ công hết nè. Là dàn dưới đúng không? Đúng rồi. Nè, nó thủ công hết. Đúng rồi. Còn một loại gọi là led mat là sản xuất nguyên dây chuyền luôn. Là nguyên vàng trên nè. Trên đây là hàng cao cấp nhất. Cái loại này là 69 nè. 100g. Đó, còn cái Kevin Murphy này của Úc cũng nổi tiếng. Cái loại này là Canel brand là mới của Mỹ, mới thành lập năm nay luôn. Là 620. Cái này nè, cái này rẻ lắm mấy bạn, 930. Hàng này hàng hút, Morris Motley là kiểu cái này là lúc mà cái mấy cái này là loại dành cho mấy ca sĩ diễn viên Hollywood đồ các bạn. Đó thì nói vậy cho dễ hiểu, còn đây là cho mấy anh chị đức điểu, còn đây là mình xài nè. Không dám đâu, hũ này cũng 500 mấy á. Chỉ chất đẻo xài này đúng rồi. Rồi. Thấy không? Thật sự là không mà quay mấy cái này thì mình không biết đâu các bạn. Đi sâu vô thế giới nào thì nó cũng có nhiều cái đa dạng. Giới nào thì cũng có hàng bình dân, có hàng cao cấp hết. Đúng rồi.